Hello everybody. How are you? Today I'm gonna share with everybody some problem about me feel. I hope everybody very fun and enjoy what about I'm talking to you. And I think now my abilities, I'm speak English not very well, but in the future, I will improve it and talk English, become a perfect, become native speaker. I can connect this to everybody in the world and learn knowledge about everything. And in the next time, I extra learn and I extra speak and I find one some mentor can help me improve my ability English. Rồi, xin chào mọi người ngày mới. Thì tôi cũng sâu một ít tiếng Anh dở tệ, very bad cho mọi người. Và hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn về một vấn đề rất là vui, cũng không có gì là đặc biệt. Đó là đối với những người mà đi học, kể cả là học ở đâu cũng thế. Thì thi lại có là một vấn đề lớn hay không, và các bạn cảm nhận điều đó như thế nào? Thì đối với mình là một người đã là năm cuối rồi, thi cử cũng khá là nhiều rồi, đậu cũng có, rớt cũng có, điểm cao cũng có, điểm thấp cũng có. Rồi cuối cùng mình nhận ra điều gì nhỉ? Mình nhận ra là khi mà mình thi trượt thì lúc đó thì trước đây mình cảm nhận là cái giai đoạn đó hơi đau khổ một tí, tất nhiên rồi phải thi lại rất là đau buồn, nhưng mà sau một thời gian thì thấy bình thường à, bởi vì là các bạn là học thì học viên thì các bạn phải thi lại là bình thường, cái đó chả có gì đáng gọi là to tát cả. Sau này có những chuyện mà bạn ra đời bạn sẽ gặp nhiều cái tình huống nó nan giải hơn như thế nữa, thì các bạn vẫn phải giải quyết. Còn hiện tại thì thi lại hay là thi đi thi lại thì cũng chuyện bình thường. Mình không khuyến khích nhưng mà các bạn cũng nên hạn chế. Nhưng mà khi mà đã bị như vậy rồi thì cũng không phải lo lắng. Lần một không được thì là lần hai. Mình nhớ là lần đầu tiên là mình thi lại thì mình cảm giác như là cái con lúc đó mình khá là buồn. Tự trách mình, tự gọi là cái bệnh của mình hồi đó là kiểu so sánh mình với người khác, bởi vì là lúc học thì khi đậu vào á, thì ai cũng như nhau cả, ai cũng từng đó cái xuất phát điểm như nhau cả, nhưng cuối cùng có người hơn, có người kém hơn mình, đang nói có người hơn đó, đó là cái tính so sánh của các bạn này. Các bạn hãy nghĩ nó đơn giản thôi, nó không có một cái gì phức tạp cả, nó chỉ là một cái gì đó nó rất là bình thường. Nó không đánh giá con người của bạn. Bạn cứ làm to vấn đề, làm căng vấn đề lên nhưng mà không có gì cả. Bình tĩnh, nghĩ xa một tí. Hãy tập trung vào những cái gọi là tập trung vào so sánh với bản thân mình thôi, đừng có so sánh với người khác. Nhưng mà nếu mà bạn ăn hại bạn 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 này bạn kia, bạn không chịu rèn luyện, bạn không chịu học tập mà bạn để thi rớt thì điều đó là phải đáng trách, các bạn nên xem lại. Thực ra thì mình cũng ở đây thì mình cũng không có đi nhiều chi tiết về nhiều vấn đề, bởi vì cũng có những cái vấn đề rất là nhạy cảm, mình không muốn nói gọi là nói nhiều, mình chỉ có chia sẻ những cái cảm xúc thật của mình thôi, kể cả các mình xưng hô các bạn thì cũng khá là gần gũi. Bạn nào mà kể cả bạn trẻ thì tất nhiên thì mình những người lớn tuổi hơn thì mình không dám nói bởi vì mình không có đủ kinh nghiệm, nhưng mà những bạn trẻ thì có thể những người nào đó có thể là
liên lạc với mình nói chuyện thì mình sẽ giúp cho các bạn được cái gì hay cái đó, bởi vì dù sao cũng là người đi trước mà. Thôi, hy vọng là chúc mọi người một ngày mới tốt lành, một ngày làm việc vui vẻ, sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Ok, hello, hi, goodbye.